Music Studio. Welcome to Music Studio. Trong trường hợp chúng ta đang sử dụng một điệu mà nó chẳng hạn như bây giờ là men 2 nó lớn, xong qua men 3 nó nhỏ quá, hoặc là fill 1 lớn, fill 2 nhỏ quá, chúng ta sẽ chỉnh sửa như sau. Chúng ta bấm menu. Sau đó chúng ta sẽ chọn vô Rhythm Composer. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua màn hình bên này. Rồi chúng ta sẽ di chuyển nó, chẳng hạn như bây giờ chúng ta sẽ chỉnh fill up 1 nó lớn đi. Đó, thì chúng ta sẽ vô, chúng ta sẽ coi cái trống này, trong cái trống này nó đang hiện là bao nhiêu. Rồi chúng ta bấm quick menu. Đây, quick menu. Sau khi đó chúng ta sẽ vô là check edit. Micro edit. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem ở cái eruption này nó đang là bao nhiêu, nó đang là 100 chẳng hạn, thì lúc đó cái chọn của mình nó đang là fill up 1 rồi, thì mình muốn chỉnh cái fill up 2 thì chúng ta sẽ coi theo cái chọn của nó là bao nhiêu. Đây nó là chẳng hạn nó là 100 đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ exit ra, rồi chúng ta chuyển qua fill 2 để chúng ta chỉnh. Ta nhấn quick menu. Rồi chúng ta cũng vô micro edit. Xong rồi đó chúng ta sẽ chọn, chẳng hạn trong trường hợp này là cái điệu tôi đang làm là nó đều nhau. Chẳng hạn như cái điệu đó nó đang là 76 chẳng hạn, hoặc là nó là 100 nhưng mà nó vẫn nhỏ hơn, thì chúng ta có thể tăng lên 110. Đó, chẳng hạn như vậy. Rồi, sau khi chúng ta chỉnh cái hiệu chỉnh này xong, chúng ta exit. Rồi, exit đợi một chút xíu. Rồi bây giờ chúng ta muốn mới chỉnh mặt trưởng thôi. Bây giờ thay vì chúng ta bật qua thứ chúng ta chỉnh nữa, 7 chúng ta chỉnh một lần nữa thì nó lâu. Vậy như vậy chúng ta sẽ nhấn xong recorder. Đấy. Xong khi đó chúng ta sẽ chọn trưởng thứ 7 bằng nhau và cho nó thu lượt qua một lần là 3 mặt bằng nhau hết. Cái này 1/16. Rồi. Cái này là nhịp lấy đà 1 khôn, 2 khôn và nhấn trực tiếp vô liền. Bây giờ chúng ta cho nó chạy xong là xong. Sau khi chúng ta chỉnh như vậy rồi, chúng ta sẽ save lại bằng cách nhấn quick menu. Chúng ta chọn save. Rồi. Rồi chọn folder, thư mục, nếu như save bên ngoài thì để như vậy, sẽ nhấn write luôn. Còn nếu vô trong trực tiếp thư mục trong đây được sao, rồi chúng ta nhấn write. Và muốn đặt tên lại hay không thì lúc này đặt tên bằng phím số từ số 0 đến số 9, đổi phông chữ hoa chữ thường bằng numeric, delete bằng delete. Xong rồi đó chúng ta sẽ nhấn write lần nữa là nó sẽ save lại. Rồi chúc các bạn thành công.